Có một thương hiệu mang một sức hút mãnh liệt, nơi mà sự thanh lịch, tinh tế, hòa quyện cùng với đẳng cấp vượt thời gian, đó chính là Pula Furniture. Cùng với bộ bàn ăn cao cấp Pula DTP03, một trong những mẫu bàn ăn nhập khẩu chuẩn châu Âu. Để tạo nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho DTP03, những người thợ thủ công Ý lựa chọn Popla, gỗ Bạch Dương, phủ sơn Gabriela. Những thớ gỗ được chọn lọc kỹ lưỡng, trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt, được tẩm sấy và làm mịn, mang đến độ bền bỉ vượt trội. Bề mặt phủ sơn đàn piano tạo vân chống xước, đồng thời giúp tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Chân bàn bọc da với đường may tinh tế, tỉ mỉ, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp vượt trội. Đi kèm với bàn ăn là ghế ăn chân gỗ bọc đồng cao cấp, có thiết kế thanh lịch nhẹ nhàng, không quá phô trương nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp của gia chủ. Pula DTP03 có sẵn trong hai kích thước 1m8 x 0,9m, 2m x 1m cho quý khách thoải mái lựa chọn. Trải nghiệm sự sang trọng và đẳng cấp cùng với bộ bàn ghế ăn Pula DTP03. Hãy liên hệ để được tư vấn hoặc ghé showroom của Pula để được trải nghiệm trực tiếp. Bàn ghế ăn nhập khẩu giá tốt chỉ có tại Pula Furniture.